Hi, xin chào các bạn, chào các bạn đã trở lại với channel mình là Vinh Trần CVN. Thì trong clip hôm nay mình sẽ làm clip về tựa game Hungry Shark Evolution Phase 3. Mình đang cố làm clip để cho bạn xem thôi. Gì vậy? Các bạn thấy mẹ gì vậy? Này không biết, không để ý. Kể đi. Cái tự nhiên này mình đã làm hai part rồi. Mình đang cố làm clip. Tối nay mình sẽ làm một tựa game mới. Rất nhiều tựa game mới các bạn. Nghe cá bập màu đỏ. Đây, cá bập huyền thoại của tôi đây. Trần khắc khoe. Ủa, cho bạn nghe tiếng nói rồi đó. Nó lại hiển này, mẹ huyền thoại vậy. Thì chơi chuột thôi. Tôi chỉ chơi bằng chuột thôi. Ok. Chỗ huyền thoại của tôi đây. Giờ sẽ ăn hết đàn bãi chim này để cho lên level. Ăn cá, tôi cố gắng ăn cá bự để lên level sớm nhất. 80 mấy % rồi đó. Ô, con rớt luôn kìa. What the fuck, đầu game con rớt. Ôi ơi, chưa chịu chuẩn bị con rớt luôn. Fuck you. Lên level 10 các bạn ơi. Yeah. Ok, không biết đủ tiền chưa, nâng cấp chưa, phải ăn nhiều tiền lên. Mẹ, bom, vàng. Mỉu quá. Muốn một phần. Để làm chừng nào để mua con Great Red Shark rồi mà. Ui ơi, bom à. Phải để vài con cá lại nha. Nhà vui sâu quá, phải để vài con cá lại. Chứ mà các bạn má ăn hết thì không còn gì để mút đâu. Xem lên bờ có gì không? Đây là bờ có hàng, có hàng. Đây. Không lên được các bạn ơi, khó lên lắm. Fuck, không lên được. Oh shit, đụng như cái bom. Bang mày nè, bang bang mày nè, mày bang. Ôi trời ơi. Ôi. Con cá mèo các bạn ơi. Mẹ. Bang. Mấy anh cái mèo mất dạy á, mày làm gì cắn tôi. Mày nó cắn dài các bạn, nó cứ bu vô người mình á. Hay nó cắn thoải mái. Ôi ơi, level 10 rồi. Nghe nào. Ô, 70. Level mấy ta? À, full level 10, level 9 là level 10 không phải là full level 10 mới được. Nó căng nhờ. Mẹ ơi, cái đừng hết hồn. Hết hồn chứ xồn. Các bạn ăn một đèn kẻ này để các bạn được Gold Rush. Rất là sướng. Hết này à. Ít Gold Rush kìa. Lấy Gold Rush kìa. Ít gì vậy. Ui Crap ui. Xuống thế này. You know. Này, xuống dưới sau đi. Nghe bạn biết mà, bạn biết mà cái chỗ mà ủa ơ chê chê nè 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 viên của mình ấy mày đèo 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 này vô bắn hết sọt mẹ bốc kích nè 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 ơi nè là nè rồi ba con. Quên hết, quên hết.
Yeah, một đồng. Vậy cứ ăn hết một đèn kẻ là đựng vàng à. Ấy ấy. Ủa rồi, thế là đấy, ăn cá mèo rất là nhiều máu nên mẹ nó cắn người mình rất là thốn. Giữa dưới biển sâu ngoài tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Cá mập này. Đấy, cá phao phun này. Ok. Vùng đất thần tiên này mày. À, đổ ra. Gì mày nó cứ rớt rớt rớt. Đâu á? Gì vậy? Sao hỏa hả? Ôi, cá to lắm. Ở vùng đất này cá rất là to, mẹ to mãi nồi. Nó rất sướng. Nguồn rớt đây mẹ cũng sướng. Đừng chặn nó bạn ơi. Xuống người khác. Ok, giờ tìm săn cá. Ui, cá kiếm, cá kiếm, cá kiếm. Ở dưới đây có ba loại cá, cá kiếm mấy con cá nhỏ nhỏ với con cá bự bự, cái cá phao, kêu đó là cá phao đó má. Đấy, cá phao này khổng lồ luôn. Vừa nhắc xong. Ui, tiền không ấy. Mẹ bù trước mặt nào. Phúc. Ủa, nhìn cá à. Nuốt nó ghê quá. Sát cả fucker. Phải quá, phải quá. Một biển máu. Wow, em có cá gì khổng lồ đâu. Ê, tôi nghi là có cá. Mày đục cái bom. Ở đây đương nhiên là có cả cái gì quên rồi, có cả ơi mẹ đúng hai cái rồi. Rồi những cái này là đầy máu luôn đó. Ở đây có cả cái bạn đó là biết mình biết cả khủng long không, cái rồi đỏ đỏ lấy cho các bạn xem. Rồi tôi đi về biển sâu của tôi đây. Chỗ nào nhỉ? À chỗ kia, chỗ kia. Nhầm nhầm nhầm. Nhầm hơn cả tí. Yeah. Đây rồi. Ôi, đói máu, đói máu, đói máu. Đang cần máu, đang cần máu. Đâu rồi? Đâu rồi? Đây rồi, yeah. Vô về nước, mẹ về nước mà không có cá như không đấy. Ui cá mập, ui cá mập, cá mập, cá mập sướng quá, sướng quá. Má vô đây làm gì mẹ, mấy con cá phao á hù vô á. Về về nước rồi. Ê cái gì vậy, về nước nào. Máu tụt ghê quá. Rồi hết, hết cả ăn nữa. À có rùa. Rùa ăn rùa luôn. Rùa ăn rất là nhiều vàng. Bạn đừng tưởng con rùa yếu. Rồi bò mẹ má đục nữa chết quá. Ngược dòng nước các bạn ơi. Dây có cả rồi. Hai cá cứu tôi. Cá kim cương đã cứu tôi. 20 kim cương. Yeah. Sữa. Nhưng người dùng nó có gì không? Đúng rồi. Bùm bùm bùm. Mày luồn lách, luồn lách, luồn luôn. Lư lư lư. Ơi, con răng, cái răng này. Con răng là cái điếu này. Ý, sắp chết rồi, sắp đeo. Mẹ ơi. Đây, cho các bạn xem đây. Special shock.
Anh cái này nó thể ăn được con nợ sứa với con Great Shark khác. Nó thích con cá này, cá này chắc mắc lắm. Everlock là gì? Everlock là sport game này, top này, option như mục nào nhỉ? Như mục nào nhỉ? Không biết tôi vô mục nào nữa. Ủa là chết mày. Ai lót vô cái gì vậy các bạn ơi? Ấy, Chris bạn huyền thoại ấy. Mày ơi. Nó hát game luôn các bạn ơi. Ức quá. Ức quá. Ức quá. Hát game của tôi luôn, không lát luôn. Fuck. Bố đang trời mẹ ấn số gì rồi ấy. Má ức kìa. Lúc lại game. Sarka Parker. Để nghe thêm số động mà. Mày. Đấy vô cái gì chơi không tên không tung như này. Là khổ mẹ ấn mẹ lung tung biết gì ấn lung tung mẹ. Cũng đồng chơi đấy mẹ đỡ lốt game như thằng khùng này tốn thời gian cho các bạn không xin lỗi các bạn nhiều nhá ấn vô nhầm game anh bỏ anh bỏ play luôn tôi chơi bàn nữa sẽ đấy là cái bản huyền thoại tôi sẽ săn nhớ gì nhỉ? Sẽ săn hết à nó săn hàng trên kia để tôi ăn cái đèn cá ủa đèn cá à, này lên tiền ghê lắm trời ơi mẹ đấy 91 vàng rồi cố lên cố rush yeah 13k hai con cô mà đem rất nhiều chiến lợi phẩm về năm năm vàng mẹ chiếc lợi phẩm này nhiều á ủa cá rác thúi quá hồi xưa nó có con cá nào mà ăn được hùng rác luôn á giờ phích lại không có nào ăn được hùng cá hùng cái hùng rác nữa hồi xưa vậy có một con cá ăn được hùng rác luôn ớt mẹ đụng chứ bom rồi rác à, mày gặp em mà chảy à mấy con cá sắc cập bắt cập bay nào bay đáp được nào không đáp được nào và ăn được hàng nhảy dù nha yeah thành công rồi các bạn ơi giờ ăn được cái chìa khóa VIP mà không ăn được các bạn ơi chìa khóa rất là khó ăn mẹ ủa bay bay trời ơi nhảy hụt rồi xin lỗi mẹ con cá mất dậy đó ấy cái gì vậy mẹ để bay cũng bay rồi ủa bay cao hết
Ôi không ăn được kìa. Cục vàng, thung vàng, trời ơi. Đánh bánh cho người tôi ướt mắt. Mày vậy con cua nó cắn tôi nữa hả? Chứ phản chủ rồi mày. Còn cái máy bay mày khó chịu quá. Nó bắn tôi. What the fuck, đụng được máy bay luôn cơ. Nếu tưởng không đụng được. Ăn thành pha rồi luôn. Rồi, tôi cần nhiều vàng lắm mẹ. Không phải shit. Anh tắt. Mẹ. Ủa tôi ăn được được cái máy bay luôn đó. Vậy ăn được luôn quá đỉnh giờ xếp bên nào mà luôn mà vip em có gì ăn đâu, ở đây có khu cá mập mà mẹ nếu giờ không thấy cá mập gì hết rất là buồn. Miếng cá trên cao là thôi nên chùm mà. Má à, con cua cắn tôi nè, cho bạn xem. Thấy nó cắn tôi nè. Dạ em. Cắn tôi nè. Mẹ. Làm thế. Ôi. Mẹ thấy ăn được ba con cá mập một lúc luôn. Vậy bắt dai mẹ nó chết tao một cái mày chết tao một cái mà mày ăn cướp cả đời cái đùa bắt dai lắm cá mập nữa này hồi vàng rồi mày ôi mày hơi bị lầy nhá xiên tao hai cái ấy. Đau nhá mày đúng cái bom ôi cua khổng lồ cua mày cua nha cua khác cua khác ôi mày đụng cái thùng mày ngon rớt luôn. Ồ, một mẻ vàng của tao. Ủa, ăn được con cá khổng lồ các bạn ơi. Ủa. Này đụng vô hố vàng nữa rồi. Bạn thấy là ăn được con cá Great White Shark á. Đấy. Ôi. Trời ơi, mẹ cái chuột. Mẹ, vậy nó khổ khi chơi cái này trên đấy. Ok thì cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Mà là thứ hai thì hãy để lại một like, một subscribe cho mình. Thôi từ này hãy comment ở phía dưới. Mình sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu các bạn. Trừ các tệ cái game nào. Trừ khi mình đã mua điện thoại mới. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Tạm biệt các bạn và hẹn các bạn một clip sau. Yeah, bắt chước Chris level game mới. Okay.